Xin chào quý khán giả, xin chào bà con. Chúng ta là cùng gặp nhau trong chương trình Tuyêu Chợ Việt. Mỗi tuần đến với hành trình Tuyêu Chợ Việt, chúng tôi là giới thiệu một ngôi chợ mới đến với khán giả truyền hình cả nước. Và tuần này, chúng tôi giới thiệu ngôi chợ nào, chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Còn bây giờ, chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ, cũng như giới thiệu đến quý vị những đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình. Đó là ba đơn vị tài trợ chính: nhãn hàng dầu ăn cao cấp Granny, giàu các dưỡng chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa, giúp sáng mắt khỏe tim bổ trí não; nhãn hàng bộ bánh xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bộ quốc tế; và nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn. Bên cạnh đó là những đơn vị tài trợ phụ: nhãn hàng sa tế nướng Như Ý, Big Coffee, sơn móng tay Thanh Bình và đơn vị tài trợ phục trang nhãn hàng Dệt Kim Tính Thành, với tổng giải thưởng mỗi tuần là 40 triệu đồng bao gồm tiền mặt và những phần quà dành tặng cho ba đội chơi cố gắng vượt qua từng vòng chơi nhận giải thưởng của chương trình, cũng như những khán giả đến cổ vũ nhiệt tình và ấn tượng tại từng điểm chợ có cơ hội nhận phần quà. Và bây giờ, trước khi chúng ta gửi ba đội chơi cùng theo chân các đội chơi vượt qua từng vòng chơi, và chúng tôi cùng chờ xem chương trình tuần này đội chơi nào xuất sắc chiến thắng và nhận giải thưởng lớn nhất của tuần, thì chúng tôi xin mời quý khán giả chúng ta sẽ dạo quanh một vòng tham quan chợ Cái Nước, thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nằm tại trung tâm huyện Cái Nước, vùng đất trung tâm nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, với vườn chim Chà Là, khu di tích căn cứ tỉnh ủy Lung Lá Nhà Thể, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Cái Nước, v.v. Và địa hình của huyện là vùng đồng bằng với kinh tế chủ đạo là nuôi trồng thủy sản. Chợ Cái Nước là trung tâm giao thương buôn bán sỉ và lẻ của bà con khu vực thị trấn Cái Nước nói riêng và bà con các vùng lân cận nói chung. Chợ Cái Nước với hơn 200 gian hàng lớn nhỏ bán đủ các loại hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của bà con, cũng như bày bán đủ các loại đặc sản trong vùng do bà con nuôi trồng và đánh bắt, như các loại rau củ quả, tôm cá, đặc biệt nhất là tôm càng xanh và cá bóng tượng ngon nổi tiếng của huyện Cái Nước. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, một số hình ảnh mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị đó chính là hoạt động diễn ra thường nhật tại chợ Cái Nước, thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Còn bây giờ thì chúng ta cũng quay trở lại với không khí của chương trình tuần này. Lúc này chúng tôi đã có ba đội chơi được thành lập hết sức ngẫu nhiên, là những cán bộ công nhân viên, bà con tiểu thương kinh doanh buôn bán sinh sống tại khu vực chợ Cái Nước, sẵn sàng tham gia thành lập ba đội chơi, mỗi đội gồm 4 thành viên. Và ba đội chơi chúng ta sẽ cùng nhau tranh tài vượt qua từng vòng chơi những trò chơi vận động, trò chơi dân gian, đòi hỏi sự đoàn kết, sự cố gắng, quyết tâm, để chúng ta cùng chờ xem ngày hôm nay đội chơi nào xuất sắc chiến thắng nhận giải nhất của chương trình tuần này. Chúng tôi đặt tên ba đội chơi gắn liền với tên gọi của điểm chợ chúng tôi ghi hình. Như vậy chúng tôi có đội Cái Nước 1, Cái Nước 2 và Cái Nước 3. Và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe ba đội chơi tự giới thiệu về đội của mình, cũng như chúng ta cùng làm quen ba đội chơi để dễ dàng cổ vũ nhiệt tình cho ba đội chơi tham gia một cách tốt nhất chương trình tuần này. Và bây giờ thì chúng ta cùng chào đón đội Cái Nước 1. Xin mời một thành viên đại diện chúng ta giới thiệu về đội của mình. Tôi là Tinh Ly, mua bán ở chỗ là về mua bán dép ở chợ Cái Nước. Đây là chị Hiền, mua bán mỹ phẩm. Còn đây là bạn Dĩ, mua bán thịt heo. Còn đây là Trung Nguyên, mua bán trứng. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi và quyết tâm sẽ lấy giải. Và bây giờ thì chúng ta cùng chào đón đội Cái Nước 2, xin mời. Tôi tên Hoàng Ngọc, đây là bạn của tôi tên Đăng. Còn bạn Kỳ Anh thì bán hộp vịt. Còn bên đây là bạn Vi, bán mỹ phẩm. Tôi đến đây là vua là chính. Tiếp theo đội Cái Nước 3, nhìn sơ qua thấy nặng ký hơn ha. Tôi tên Quang và bạn tôi vừa gặp bên là Dạnh. Rồi bên đây là Trang, bên đó là Thảo. Tôi thì bán trái cây, bạn tôi thì bán buôn bán cặp tôi, bạn tôi bán mỹ phẩm, hai gái đó. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đón ban trọng tài. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Thanh Bình, đại diện nhãn hàng sơn móng tay Thanh Bình. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Minh Tuấn, đại diện nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Xin được giới thiệu anh Vũ Việt Nam, đại diện nhãn hàng bộ bánh xèo Hương Xưa. Và đại diện của ban quản lý chợ sẽ được giới thiệu anh Nguyễn Văn Nhân. Còn bây giờ thì chúng ta cùng theo chân ba đội chơi, chúng ta đến với vòng chơi đầu tiên. Vòng chơi xem như bước khởi động. Ở vòng chơi này thì ba đội chơi, nhiệm vụ của từng đội là phải chinh phục ba cây cột phía sau ha. Ba cột từ thấp tới cao, và chúng ta cũng chinh phục như vậy, miễn sao lấy được lá cờ ở trên cột xuống là chúng ta hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ xin mời ba đội sẵn sàng bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Leo Cột Mở. Và bây giờ ba đội chơi đã sẵn sàng, chúng ta cố gắng lấy được lá cờ để giành chiến thắng. Và xin thông báo, đội nào chiến thắng ở vòng này, ngoài việc nhận được 30 điểm, thì chúng ta sẽ nhận được giải thưởng nóng. Trên lá cờ chúng ta có logo của đơn vị tài trợ nào, chúng ta nhận ngay phần quà của đơn vị tài trợ đó, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có giải thưởng dành cho khán giả ở vòng đầu tiên này, ban trọng tài sẽ chọn ra sau khi vòng 1 kết thúc. Chúng ta nhận được phần quà sản phẩm đơn vị tài trợ, phần quà trị giá 500.000 đồng.
Và ở vòng này chúng ta sẽ có phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình ấn tượng. Ban trọng tài sẽ chọn ra khán giả nhận được phần quà của đơn vị tài trợ, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Và bây giờ ba đội chơi sẵn sàng. Bắt đầu. Trời. Những lá cờ đầu tiên rất đơn giản đúng không ạ? Quá hay, lúc này chúng ta thấy đội trái nước 1 rất xuất sắc khi mà chúng ta đã tìm ra được đấu pháp tập 4 mà chúng hỗ trợ được nhau. Hai đội trái nước 2 về nhất, đội trái nước 1 về gì? Đội trái nước 1 tụt xuống sao ta? Đây là trò chơi đòi hỏi sự đoàn kết. Nếu như cây cột đầu tiên, cây cột thứ hai một người có thể lấy được. Nếu chúng ta chỉ lấy một người thì khó mà có thể lấy được lá cờ này. Và như vậy, vòng đầu tiên đã khép lại. Xin chúc mừng. Chúng ta có thể thấy được đội cái nước 2 lấy hai lá cờ đầu tiên chậm hơn hai đội còn lại. Bởi vì hai đội còn lại kỹ thuật cá nhân của một thành viên trong đội rất nhanh. Một mình có thể lấy được cờ. Tuy nhiên, đến với lượt cuối cùng thì bằng sự nhanh nhẹn hơn, thì chúng ta thấy được đội cái nước 2 đã về trước đội cái nước 1 chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Mặc dù đội cái nước 1, bốn thành viên đã hỗ trợ nhau nhưng đã lấy cờ chậm hơn đội cái nước 2. Và như vậy đội cái nước 3 lấy được hai lá cờ, chúng ta nhận được 10 điểm ở trò chơi này. Đội cái nước 1 lấy được 3 lá cờ nhưng về nhì chúng ta có 20 điểm. Và đội cái nước 2 đã nhanh hơn một chút xíu cầm cờ xuống trước, đã nhận được 30 điểm, xin chúc mừng. Và như vậy đội cái nước 2 ngoài việc nhận được 30 điểm thì chúng ta nhận thêm giải thưởng nóng đầu tiên của chương trình. Xin mời bốn thành viên của đội cái nước 2 bước lên đây. Và bây giờ xin mời bốn thành viên của đội cái nước 2 giơ cao lá cờ chiến thắng lên, xin mời. Lá cờ chiến thắng có logo của đơn vị tài trợ nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn. Như vậy chúng ta nhận được phần quà của đơn vị tài trợ, phần quà trị giá 2 triệu đồng, xin chúc mừng. Xin mời đại diện nhãn hàng ạ. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai phần quà đầu tiên dành cho khán giả. Một khán giả cổ vũ nhiệt tình và một khán giả cổ vũ ấn tượng. Đầu tiên, khán giả cổ vũ nhiệt tình nhận phần quà của nhà hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bột Quốc Tế. Xin mời đại diện nhãn hàng. Ban trọng tài quyết định chọn bé Mão Sọc là khán giả cổ vũ nhiệt tình. Và tiếp theo, một khán giả cổ vũ ấn tượng nhận được phần quà của nhà hàng Sa Tế Nướng Như Ý, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Thay mặt ban trọng tài, tôi xin chọn chị áo cam sau lưng. Xin mời đại diện nhãn hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa trao phần quà cho khán giả nhí cổ vũ nhiệt tình. Xin được mời đại diện ban quản lý chợ hỗ trợ trao phần quà dành cho khán giả. Xin chúc mừng hai khán giả may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng. Còn bây giờ vòng một khép lại và chúng ta mở ra vòng 2. Vòng 2 với tên gọi khu chợ vui nhộn. Vòng 2 chúng ta đến với trò chơi dân gian quen thuộc với tên gọi đá gà. Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ tham gia tranh tài trực tiếp với hai thành viên trong đội còn lại. Như vậy là mỗi lượt sẽ có 3 con gà đại diện cho 3 đội đá ở trong vòng tròn này. Và mỗi lượt đá thắng thì chúng ta sẽ mang về cho đội của mình 10 điểm. Và lần lượt từng thành viên trong đội sẽ tham gia. Như vậy mỗi đội sẽ có 4 lượt tham gia. Và nếu tối đa thì chúng ta có 40 điểm mang về cho đội của mình. Đá gà truyền thống rất đơn giản ha. Bước vào trong vòng chơi, cái quy lệnh chuẩn bị, chúng ta co một chân lên, một tay giữ cái chân co lên, tay còn lại để xuôi theo chân còn lại. Trong lúc đá gà, chúng ta làm sao cho đối phương chạm cái chân co xuống đất, có nghĩa là hai chân chạm đất, hoặc té ngã, hoặc là rời khỏi vòng, thì chú gà đó bị loại. Và bây giờ, chúng ta cùng dành một tràng tay cho vòng thi đá gà bắt đầu. Mở hàng may mắn, xin mời 3 chú gà số 4, bắt đầu. Bắt đầu. Và bây giờ chúng ta đến với lượt tiếp theo. 3 chú gà số 1. Xin mời 3 chú gà lên cửa, lên cửa, lên cửa. Bắt đầu. Go. Go. Hey. Như vậy là đội cái nước 1 một lần nữa chiến thắng, xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin mời 3 chú gà số 3. Xin mời. Và xin mời lên cửa xin mời. Và bắt đầu. Ai, hay, hay, hay. 10 điểm tiếp theo thuộc về đội cái nước 3, xin chúc mừng. Và bây giờ là lượt gà quan trọng nhất. Gà này là gà dữ để giành đá cuối cùng nè. Xin mời 3 chú gà số 2. Đó, gà dữ lên nè, đó. Rồi, lên cửa xin mời, lên cửa. Bắt đầu.
nữa rồi. Đấy, cái này bự quá kìa, dữ quá chịu nổi rồi. Một lần nữa, 10 điểm thuộc về đội cá nước 1 sẽ chúc mừng. Và như vậy là vòng 2 đã khép lại với 4 lượt thi đấu. Thì chúng ta thấy được đội cá nước 3 có được 10 điểm. Đội cá nước 2 lúc nào cũng có mặt ở cái lượt thi đấu cuối cùng nhưng lại không thắng. Đâm ra lại không có điểm ở vòng này. Và như vậy với 30 điểm ở vòng 2, đội cá nước 1 là đội chiến thắng nhận được giải thưởng nóng ở vòng này. Xin mời 4 thành viên của đội cá nước 1. Giải thưởng nóng dành cho đội cá nước 1 đó là phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Granny, dầu cá duy nhất tự nhiên từ tinh dầu cá Ba Sa, giúp sáng mắt, khỏe tim, bổ trí não. Phần quà trị giá 2 triệu đồng xin chúc mừng. Xin mời đại diện ban quản lý chợ trao phần quà dành cho đội chiến thắng ở vòng 2, xin mời ạ. Xin chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta đến với hai phần quà dành cho khán giả. Một khán giả cổ vũ nhiệt tình nhận phần quà của nhà hàng găng tay cao su Hợp Thành, nâng niu đôi tay bạn, phần quà trị giá 500.000 đồng, xin mời quý ban trọng tài ạ. Bé gái mặc thể thao màu đỏ. Và tiếp theo, bé trai áo trắng chỗ hương xưa. Đầu tiên khán giả cổ vũ nhiệt tình sẽ nhận phần quà của nhà hàng găng tay cao su Hợp Thành, nâng niu đôi tay bạn. Và khán giả cổ vũ ấn tượng nhận phần quà của nhà hàng sáu ngón tay Thanh Bình. Khán giả cổ vũ nhiệt tình nhận phần quà của nhà hàng găng tay cao su Hợp Thành. Xin chúc mừng hai khán giả nhí phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình và ấn tượng ở vòng 2. Còn bây giờ thì chúng tôi khép lại vòng 2 và chúng ta mở ra vòng 3. Vòng 3 là vòng thi cuối cùng. Chúng ta cùng đến với vòng 3. Vòng 3 mang tên Về Đích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 3. Vòng thi về đích. Lần lượt từng bạn nam chúng ta sẽ tạc làm sao dăng được 3 cái lon phía trước là chúng ta hoàn thành. Chúng ta chạy lên đó đẩy một nàng qua chướng ngại vật là cái cầu này về tới đây, thì thành viên thứ hai tiếp tục hành trình của mình. Và thời gian dừng lại sau khi hai nàng được đón về tới bên này là xong trò chơi này. Đội cá nước 2 sẽ tham gia trước ở trò chơi này. Và lượt chơi của đội cá nước 2 bắt đầu. Và thời gian hoàn thành của đội cái nước 2 là 2 phút 15 giây. Xin mời đội tiếp theo. Và lượt tham gia thứ hai thuộc về đội cái nước 3. Và phần thi bắt đầu. Thời gian hoàn thành trò chơi của đội cá nước 3 là 1 phút 48 giây. Và chúng ta đến với đội cuối cùng.
A. Phần chơi của đội cái nước 1 bắt đầu. Ngon lành. Có 3 cái nhét mà xong rồi, quá dữ. 3 cái nhét mà xong, quá dữ. Gà dữ. Thời gian thành trò chơi của đội cái nước 1 là 35 giây. Đội cái nước 2 chúng ta có 10 điểm ở vòng này. Đội cái nước 3 chúng ta có 30 điểm. Và đội cái nước 1 có 50 điểm ở vòng 3. Xin chúc mừng. Và giải thưởng nóng dành cho đội chiến thắng ở vòng 3 này là phần quà của nhà hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh phụ quốc tế. Phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin mời đại diện nhà hàng. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta đến với hai phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình và ấn tượng. Đầu tiên, một khán giả cổ vũ nhiệt tình nhận phần quà của nhà hàng Sơn Bóng Tây Thanh Bình. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Thay mặt ban trọng tài, tôi xin chọn cô áo khoác màu vàng. Tiếp theo, một khán giả cổ vũ ấn tượng nhận phần quà của nhà hàng Doan cao cấp Rainy. Dầu cá chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt, khỏe tim, bổ trí não. Phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Thay mặt ban trọng tài, tôi xin chọn xin mời đại diện nhãn hàng Sơn Bóng Tây Thanh Bình trao phần quà cho khán giả cổ vũ nhiệt tình. Xin mời đại diện ban quản lý chợ trao phần quà cho khán giả cổ vũ ấn tượng. Xin chúc mừng hai khán giả nhận được giải thưởng dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình và ấn tượng. Kính thưa quý khán giả, như vậy là vòng 3 đã khép lại. Và bây giờ, trước khi chúng ta cùng công bố kết quả cuối cùng trao giải cho ba đội chơi, thì chúng ta cùng đi tìm những khán giả may mắn thông qua hình thức rút thăm trúng thưởng. Và bây giờ chúng ta cùng tìm những khán giả may mắn thông qua tức rút thăm. Mỗi khán giả may mắn nhận được một phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Và khán giả may mắn đầu tiên nhận được phần quà của nhà hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bột Quốc Tế, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng khán giả Huỳnh Thúy Vi, xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho khán giả nhí may mắn đầu tiên. Rồi, xin chúc mừng con. Khán giả may mắn tiếp theo nhận phần quà của nhà hàng Tây Nước Như Ý, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng khán giả Nguyễn Anh Vũ. Chúc mừng khán giả may mắn tiếp theo. Khán giả may mắn tiếp theo nhận được phần quà của nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng khán giả Nguyễn Thành Đạt, xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho khán giả may mắn tiếp theo ạ. Xin chúc mừng khán giả may mắn tiếp theo nhận phần quà của nhãn hàng Sơn Bóng Tây Thanh Bình, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng khán giả Ngô Kim Bảo, xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho khán giả may mắn tiếp theo ạ. Xin chúc mừng khán giả may mắn tiếp theo. Khán giả may mắn cuối cùng nhận được phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Rainy. Dầu cá chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt, khỏe tim, bổ cho trí não, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng khán giả Ngô Gia Minh, xin mời đại diện ban quản lý chợ trao phần quà cho khán giả may mắn cuối cùng. Xin chúc mừng khán giả may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta đến phần công bố kết quả dành cho ba đội chơi tham gia chương trình tuần này. Chương trình được ghi hình tại chợ Cái Nước, thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Quý khán giả, các bà con, sau khi tìm ra những khán giả may mắn thì bây giờ chúng ta quay trở lại với phần công bố kết quả cũng như trao giải cho ba đội chơi. Trước khi chúng tôi công bố kết quả trao giải cho ba đội chơi giải nhất, giải nhì, giải ba thì chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản lý chợ Cái Nước, thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã cùng đồng hành với chúng tôi. Chúng ta tạo sân chơi thật vui, mang không khí về cho chợ cũng như tạo sự đoàn kết cho tiểu thương ở chợ, và chúng ta góp phần tôn vinh giá trị những ngôi chợ Việt của các nhà cửa cả nước. Và thay lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi xin trao gửi đến ban quản lý chợ Cái Nước những phần quà của đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình. Thay lời cảm ơn chân thành nhất, xin mời đại diện ban quản lý chợ. Chúng tôi sẽ được trao gửi hai phần quà của đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình, đó là phần quà của nhà hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bột Quốc Tế và phần quà của nhà hàng Sate Nướng Như Ý. Thay lời cảm ơn chân thành của chúng tôi gửi đến ban quản lý chợ Cái Nước ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta đến với phần công bố kết quả. Chúng ta có một đội về 3, về nhì và về nhất. Chắc chắn là vậy rồi ha. Đội về 3 là đội chiến thắng ở vòng đầu tiên, vừa vô mở hàng nhận giải thưởng nóng liền. Đội về vị trí thứ 3 là đội chiến thắng ở vòng đầu tiên nhưng gặp trục trặc ở hai vòng sau ha, nhận quà đầu tiên cái nóng hơn luôn. Với 40 điểm xin được chúc mừng đội Cái Nước 2. Xin được chúc mừng. Xin mời các chị bước lên ạ. Đội về vị trí thứ 3 nhận được giải thưởng bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà của nhãn hàng Bột Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bột Quốc Tế, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin mời đại diện nhãn hàng ạ.
xin chúc mừng. Với 50 điểm, xin chúc mừng đội Cái Nước 3, xin chúc mừng. Xin mời các anh chị ạ. Đội về vị trí thứ nhì nhận được giải thưởng bao gồm 3 triệu đồng tiền mặt và phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Renny, dầu các chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt khỏe tim bộ trí não, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin được mời đại diện ban quản lý chợ trao phần quà dành cho đội về nhì đội Cái Nước 3. Xin chúc mừng. Và đội chiến thắng ngày hôm nay là đội có kết quả rất thuyết phục về nhì ở vòng đầu tiên và chiến thắng ở hai vòng liên tiếp, nhận được hai giải thưởng nóng với 100 điểm. Xin chúc mừng đội Cái Nước 1. Xin mời các anh chị nhận giải thưởng ạ. Đội chiến thắng nhận được phần quà bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và phần quà của nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành. Nâng niu đôi tay bạn, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho đội chiến thắng là đội Cái Nước 1. Xin chúc mừng. Kính thưa quý khán giả, như vậy là chúng ta vừa theo dõi sau chương trình Tiêu Trợ Việt tuần này. Tuần này chúng tôi dừng chân ở chợ Cái Nước của tỉnh Cà Mau và chúng ta đã cùng gặp gỡ những bà con tiểu thương thành lập ba đội chơi hết sức ngẫu nhiên vượt qua từng vòng chơi. Và lúc này đây, các đội chơi nhận phần quà hết sức xứng đáng bằng sự cố gắng nỗ lực của từng đội chơi. Chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản lý chợ Cái Nước đã đồng hành với chúng tôi, ban tổ chơi đến với chợ cũng như góp phần tôn vinh giá trị của ngôi chợ Việt với các nhà trường cả nước. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đơn vị tài trợ đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình. Đó là ba đơn vị tài trợ chính: nhà hàng dầu ăn cao cấp Granny, dầu các chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt khỏe tim bộ trí não, nhà hàng bộ máy xèo Hương Xưa thuộc công ty liên danh bột quốc tế và nhà hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn. Bên cạnh đó là những đơn vị tài trợ phụ: nhà hàng sáng tới nướng Như Ý, Big Coffee, sơn bóng tay Thanh Bình và đơn vị tài trợ phụ trang: nhà hàng Dệt Kim Tính Thành. Xin được cảm ơn rất nhiều sự góp góp của bà con ngày hôm nay đến cổ vũ nhiệt tình, giúp cho ba đội chơi thực sự thoải mái tự tin tham gia chương trình. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình và tuần sau chúng tôi đến với ngôi chợ nào chúng ta cùng đón xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.